Đây, hôm nay Đức Mario đang ở dưới Vĩnh Phúc, giao chiếc Super Wheeler màu xám đặc biệt nha. Đang hướng dẫn bác đi này. À. Đây, nhà mình phải có một anh nhân viên đi theo để hướng dẫn bác chạy và đứng đằng sau luôn. Nếu mà có trường hợp gì xảy ra là nhà mình sẽ đỡ được. Bây giờ cô quay đầu lại xem nào. Cô quay hết lái đi. Đấy, anh em thấy không? Super Wheeler. Đây là nhà văn hóa thôn Hàm Rồng, Vĩnh Phúc nhá. Đấy, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ừ. Đấy, cô cứ tập trung cô lái thôi, cô không phải chống chân gì cả. Cô cho hẳn chân vào trong nhá. Không, bây giờ tay cô khỏe để cô. Đấy. Anh em thấy lái chiếc xe này thì nó không đơn giản lắm, thì nhà mình phải chạy đi hướng dẫn các mình cô. Mình cảm thấy là hơi nặng hơn cái đầu xe máy. Đúng rồi, chính xác. Vì nó hai cái bánh sau đẩy một cái bánh trước. Cái bánh trước của cô chỉ là điều hướng thôi. Đấy, cô đi một lúc là cô quen luôn. Bây giờ cô cứ để chân vào như thế nhá. Xe này thì không thể lật, không thể đổ được. Cô hiểu không? Tất cả những cái khung này, khung sắt rồi, kể cả cô va ở đâu nó cũng chỉ xước thôi, không ảnh hưởng gì. Cô cho chân hẳn vào trong đi, để bảo, để trước tiên là an toàn mình đã. Cái sắt nó to như thế kia mà, anh em thấy không? Chiếc xe xịn thì nó khác nhau hoàn toàn với những cái chiếc xe đều, là khung sắt nó sẽ rất là dày. Đó. Đấy, nhà mình đang hướng dẫn bác cách sử dụng từ 1 thành 3 ghế nhé. Đây, Super Wheeler. Hai cái kể cả tem này không bao giờ bị dán lệch, anh em thấy không? À. Bên trên này sẽ là công tắc này, đèn này, xi nhan này, còi này, đèn cảnh báo này. Bên này sẽ là công tắc này, tiến lùi này. Cô gạt xuống như vậy là đi lùi này. Cô gạt lên đi tiến này. Đây sẽ là tốc độ của nó này, 1 này, 2 này, 3 này. À, đây hướng dẫn cô cách sạc. Đấy, anh em nhìn thấy xe xịn nhỉ. Cái sạc của nó thì lúc mà cô cắm ở dưới này. Nó cũng ở cái ghế nhỏ này. Ở ghế nhỏ này dưới này nó có một cái công lắp công tắc này, cô ấy một cái đầu cắm ở đây. Một đầu cô cắm ở điện nhà mình. Bao giờ cái đèn này nó báo đèn đỏ này, nó đang sạc pin mà đầy nó sẽ nhảy sang đèn xanh. Một lần sạc của nó tầm độ 6 đến 8 tiếng là nó sẽ đầy. Mỗi lần đầy nó sẽ đi được 80. Đây nhá, chi tiết chiếc xe xịn gồm có giỏ đánh dấu này, thụt cùng xe đánh dấu này. Đấy, logo hình con sư tử ở đây. Đèn AMC. Đấy. Đây con chỉ cho và ở đằng sau yên này, chất liệu yên tạo rất đẹp. Đó. Có dòng chữ Wheeler đằng sau nhá. Cả cái con này đời mới, từ. Con này đời mới, cô sẽ có nút B, nút khóa trẻ con. Khi bật khóa lên là cô phải ấn thì cô mới đi được. Con bóc mặt đồng hồ ra nhá. Đó. Đó. Đây để con chỉ cho cô này, ở bên trên này này. Ở bên trên bác ly lông rất chuyên nghiệp luôn anh em. Ở bên trên này cái mặt đồng hồ này sẽ là cái đèn. Đây cô mua về cô đi. Đây là 100% này, 60 này, 30 này, 10 này.